Và bây giờ thì Nga sử dụng iPhone để hướng dẫn các anh chị làm cái phần mà iMovie. Đầu tiên các anh chị vào trong App Store và đao cái chữ đánh iMovie, đấy là biểu tượng của iMovie. Các anh chị open nó và sau đó thì nhập cái thông tin của App Store thì nó sẽ cho chị đao. Bây giờ Nga mở trên iMovie. Kế tiếp Nga click vô vào dấu cộng và Nga chọn cái chỗ movie đó. Rồi Nga sẽ chọn một cái đoạn phim. Đầu tiên Nga sẽ gắn cái intro vào. Intro thì bây giờ mình sẽ tìm nằm nó sẽ nằm ở trong movie. Phần intro thì hôm qua Nga có hướng dẫn các anh chị và các bạn làm intro. Rồi bây giờ Nga đang đi tìm cái phần intro của Nga đã tạo hồi lúc trước. Và Nga chọn, mình chọn một cái intro vào và mình click dấu cộng thì nó sẽ đưa vào. Kế tiếp mình sẽ thoát trở ra và mình sẽ đi thấy cái biểu tượng là Big Photo. Thì mọi người sẽ tìm cái giống như cái tờ quảng cáo của cái đoạn video mình nha. Rồi do Nga muốn làm cái đoạn video về Blu-ray Luke Kevin thì bây giờ Nga sẽ đi tìm bức hình của Luke Kevin mà lúc trước Nga chụp hình Blu-ray Kevin. Rồi Nga sẽ đưa nó vào. Kế tiếp thì mình sẽ add những cái đoạn video bằng cách vô video. Và mọi người sẽ add video, những cái đoạn video mà mọi người cần để mà dựng phim vô. Do cái Blu-ray của Nga nó ở phía dưới cái phần 1 nên Nga bắt đầu Nga tìm nó. Các anh chị có thể đưa cái đoạn clip của các anh chị vào trong đây. Và các anh chị cứ gắn clip vào. Và các anh chị thấy trên màn hình có dấu mà mũi tên lui về. Các anh chị có nghĩa là mình sẽ lui về một đoạn. Còn khi mà các anh chị đưa vào và các anh chị muốn cắt cái đoạn phim đấy thì Nga hướng dẫn các anh chị cứ đặt tay đè lên cái đoạn phim đấy thì là mình nó sẽ cho xuất hiện một cái thanh, trong đó có biểu tượng là cắt. Thì các anh chị sẽ cắt và các anh chị chọn cái vị trí cắt kế tiếp thì các anh chị cho nó bấm nút play và nó chạy, cho nó chạy đến cái đoạn mà các anh chị cần muốn cắt. Các anh chị bấm nút play lần nữa là nó sẽ ngưng và các anh chị sẽ bấm vô cái biểu tượng, cái bức giống như cái đoạn clip đó thì nó sẽ xuất hiện cái kéo, sau đó mình cắt tiếp tục và mình xóa thì nắm cái đoạn mà cần xóa, kéo lên trên phía trên thì nó sẽ đi, nó giống như nó quăng vô cái thùng rác và đoạn phim đó mất, nó sẽ ghép lại những đoạn phim kia với nhau. Và các anh chị cứ lần lượt sẽ chọn những đoạn clip mà các anh chị muốn dựng đưa vào. Và Nga nói luôn, các hiệu ứng của đoạn phim á, các anh chị sẽ cũng có gắn được bằng cách các anh chị khi mà đưa vào đoạn phim, các anh chị thấy cái chỗ giao nhau giữa hai cái đoạn phim với nhau nó có xuất hiện cái biểu tượng là hai hình tam giác đối đầu, đó là nơi mà mình có thể gắn hiệu ứng vào. Và kế tiếp thì Nga cũng đi tìm những đoạn clip và cái cùng Nga sẽ đi cái chọn outro. Do Nga chưa có làm outro nên mình sẽ đánh cái này trên Google mình đưa vô. Còn trường hợp nếu các anh chị làm outro bằng bất cứ trình nào cũng được, rồi xong sau đó các anh chị cứ việc quăng cái đoạn clip mà outro đó đưa vô phone bằng cách qua Viber hoặc Messenger là thế là các anh chị đã có đoạn outro. Và sau đó mình sẽ đánh vào cái tựa của cái đoạn này. Các anh chị nhớ cái khúc intro đầu, kế tiếp là cái đoạn phim mà mình sẽ giới thiệu là gì thì mình sẽ trở lại đoạn phim, cái bức hình đấy và mình hoặc là đoạn phim đấy mình click vô cái bức hình hoặc đoạn phim thì nó sẽ xuất hiện cho mình những cái option. Ví dụ trong đó có cái phần text thì Nga sẽ chọn text và sau đó khi các anh chị click vô cái chữ text thì nó sẽ xuất hiện cho các anh chị những cái kiểu chữ, khổ chữ, cái cách đánh chữ hoặc là cách để chữ thì các anh chị cứ việc đánh vào và các anh chị sẽ đánh cái tựa đề mình vào trong đó. Thế là các anh chị đã có đoạn clip rồi. Và sau khi có đoạn clip xong các anh chị sẽ chèn nhạc. Có nghĩa mình chuẩn bị những cái phần kia xong, bây giờ mình chèn nhạc bằng cách mình sẽ vô cái chỗ mà sao. Và mình trong đây thì người ta chỉ cho mình free có vài loại này thôi. Nó không có hay nhưng mà nó cũng ok để cho mình làm được. Còn các chị mà muốn có hay nữa thì Nga có một cái cách thì các anh chị có thể lấy sao từ phía ngoài. Các anh chị quăng vô Viber tiếp tục và các chị từ Viber anh chị kéo vô đây được luôn. Hôm trước Nga đã có làm và Nga dựng thử cho một đoạn phim cho bạn nghe.
Rồi thế là sau đã đưa vô. Còn cái mục record các anh chị muốn giống như Nga ghi âm thì rất là dễ. Các anh chị cũng click vô cái phần vị trí giống như đưa ảnh nha. Nó có cái chữ record biểu tượng cái mix. Các anh chị có thể click vào đó và các anh chị sẽ lồng tiếng vào. Bây giờ Nga cũng xuất ra nhạc. Có nghĩa là đưa nhạc vào. Và sau khi đưa nhạc vào thì mình sẽ chỉnh những cái đoạn nhạc đó cho nhỏ bằng cách mình click vô cái biểu tượng của nhạc. Và sau đó thì nó sẽ cho cái âm nhạc chỉnh nhỏ lại. Và Nga đang làm ví dụ cho các anh chị về cái vụ mà record tiếng vào. Và Nga gửi các anh chị đây là những cái đoạn mà demo thôi. Các anh chị có thể xem và tham khảo sau đó và các anh chị sẽ tự làm. Và cái này Nga sử dụng trên iPhone. Còn đối với Android thì mình sẽ có nhiều trình khác và nó cũng rất là dễ. Rồi Nga cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh chị. Và bây giờ Nga sẽ hướng dẫn các anh chị cách tạo intro, cách tạo video trên phone.
Và bây giờ Nga sẽ hướng dẫn các anh chị cách tạo intro, cách tạo video trên phone. Trước tiên hết, các anh chị cứ gắn intro vào như hôm trước anh chị. Rồi mình sẽ có một cái hình để mà thuyết minh cái đoạn phim đấy. Và đây Nga ép nhận.